Saccarose chúng ta có công thức là C12H22O11. Do tác dụng của H4 đặc thì nó sẽ biến về carbon cộng cho H2O. Carbon sinh ra sẽ đi tác dụng với H2SO4 đặc nóng. Ở đây chúng ta sẽ sinh được CO2 cộng cho SO2 cộng cho H2O. Như vậy, vậy ở đây người ta hỏi khí sinh ra là khí nào? Như vậy khí sinh ra đây là CO2 và SO2. Câu đúng bây giờ mình chọn là câu C.